Cây này có khi thiếu nhiều ấy, cái bé cái cây vừa nãy. Đừng chị này. Mấy kiến thức của chị. Nghe nghe bảo cô chị Hằng em ạ. Đến 6 giờ em làm nhá. Ok. Của mình tao. Chị thôi đấy. Đấy. Nhưng mà thôi nó kể nhá. Em về đưa con đi công viên cơ. Hôm nay dám tán vợ của sếp có chết không? Ê, tán mạnh này đi. Anh tán mạnh đây em. Hôm nay đang tán gì chị bảo này, đây là vợ của trước đấy. Đứng ở mé này hả? Thì nếp ra vào nhiều mà. Nếp ra vào là đi năm tấn. Nó vào còn thôi. Nó cũng không có nhiều bằng năm ngoái. Năm ngoái nó còn là chơi chị đứng vào mé này đi. Làm gì? Ồ, chị nó lại đi à? Em làm gì? Em đứng em quay ở chỗ giữa này cho nó. Quay số y thôi chị. Vừa quay y vừa quay lỗi. Nhưng mà hầu như nó cũng không có lỗi. Thank you.
chung cái đệm. Thế tí nó quay số y thì nó có ảnh hưởng gì không? Không, nó vẫn là số y đấy. Nó vẫn đi, nó lùi lại. Xuống xuống một chút thôi, em đi nhìn đường lại. Cái đoạn là đây, đoạn gần nơi lại đi, chị gần nơi lại đi. Chị nơi lại đi, giãn ra nơi lại. Rồi. Chị cho quay một tí đi thì em mới lên được cái chỗ kia để em xem. Giữ nha, từ từ giữ chị gần nha. Cho nó vừa vừa chặt thả, chậm chậm thôi. Rồi. Để ở giữa chỗ này à? Đây. Đây. Gần giữ lại đi. Rồi chị ơi, đừng. Rồi. Giữ lại đi, cứ giữ lại đi, bao giờ em nó chạy. Đấy là bị dọc ấy, dọc ấy. Giữ lại đi chị Yến. Đây đây đây, để xem tôi giữ lại đi. Nó cứa cái một dạng ở dưới này kìa. Thế thì tí phải cắt cho em ít chỗ này được. Đây bị rồi. Đúng rồi, thế tí phải cắt cho em ít chỗ này. Điền nối lại đi. Đấy, nó có cái vết dọc ấy chị, nó rách giữa. Dạ. Sao được cái này? Không hết chị ạ. Vâng, đây nó tạo thành vết rồi. Ồ, đang quay thế là đây. Điền ơi, cầm chị cái kéo này để cắt cái này, giữ lại chị Lân, giữ vừa vừa đấy, thả nó. Giữ vừa vừa thôi, giữ vẫn để quay nhưng mà giữ vừa vừa. Cắt nổi miếng lỗi, cái này nó bị vạch cờ đây này. Đây này hết rồi, đường đi ra nhìn đến biết là nó. Thế sức mẹ. Nó là dọc, nó rách mẹ, nó tây này. Đây cũng chỉ cần tầm này thôi. Phải kéo ra tí nữa, cây ở kia là em đây đây này, ngắn ngắn thôi, ngắn đây chị, ngắn ngắn nữa, ngắn nữa đâu đấy, tầm đấy chị, chắc tao bắn cho mày chứ làm sao. Bắn cái gì, nó đưa chị 1 triệu thì chị bảo chị bắn vào tài khoản cho em, nhưng nó không được, nó bắt bắn vào tài khoản của nó. Vợ em cũng phải bắn vào khối ông đấy mà. Của em cũng phải bắn vào khối ông đấy. Cái cây này quay ở hơi bị lâu ấy. Đoạn này nó có hay bị gấp lông. Lỗi gì không chị? Nhưng mà hình như gần hết rồi ấy. Chắc là cũng gần hết rồi. Mất lông rồi, cắt cuối rồi. Cái cuối thì cứ cắt cho em được khoảng nửa y của cuối này. Cắt cái cuối này đi.